ngay tại trung tâm vùng thủ đô phồn hoa. Một tuyệt tác kiêu hãnh trải dài bên dòng sông xanh mát. Santa Riverside, khu nhà phố shop house và biệt thự ven sông đẳng cấp. Nằm trọn dưới lòng đại đô thị Vizip 160 hecta, thừa hưởng trọn vẹn tinh hoa của chuẩn mực đô thị Singapore. Santa Riverside sở hữu vị trí vàng ngay cửa ngõ đông bắc thủ đô Hà Nội, nơi giao thoa của ba tuyến giao thương huyết mạch lớn nhất miền Bắc: cao tốc Hà Nội Bắc Giang, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Từ dự án, cư dân chỉ mất 30 phút đến sân bay Nội Bài, 20 phút đến nhà hát lớn Hà Nội, 10 phút đến thành phố Bắc Ninh. Vượt qua mọi giới hạn tiêu chuẩn về không gian sống đẳng cấp và kiến trúc sinh thái, Santa Riverside được đầu tư bài bản, tinh tế và vô cùng khác biệt. Tọa lạc trên diện tích 40 hecta, Santa Riverside tiếp giáp ba mặt tiền đường lớn: đại lộ Hữu Nghị, tỉnh lộ 179 và đường 6. Đặc biệt là hướng trọn mặt tiền sông Tàu Khe xanh mát, đem lại nguồn sinh khí tình vườn và tài lộc cho gia chủ. Santa Riverside có mật độ phủ xanh lên đến 70%, với quảng trường công viên 7 hecta chạy quanh dự án, tạo môi trường sống hài hòa giữa sự phát triển nhộn nhịp của đô thị hiện đại và không gian sống xanh mát gần gũi với thiên nhiên. Santa Riverside với các căn nhà phố shop house có vị trí nằm ngay trung tâm Vizip sẽ là khu phố thương mại sầm uất và thịnh vượng, nơi quảng bá các sản phẩm làng nghề nổi tiếng nhất Việt Nam và sản phẩm công nghệ hiện đại của các tập đoàn hàng đầu thế giới. Khu biệt thự Santa Riverside hội tụ tinh hoa của kiến trúc hoàn mỹ và thiết kế cảnh quan đẳng cấp, đáp ứng trọn vẹn phong cách sống đỉnh cao của cộng đồng doanh nhân thành đạt, là nơi ở thuận tiện của các ông chủ và chuyên gia nước ngoài làm việc trong và ngoài Vizip. Lựa chọn Santa Riverside là lựa chọn những trải nghiệm thú vị và tận hưởng cuộc sống tiện nghi hoàn hảo với hệ thống tiện ích đẳng cấp của đại đô thị Vizip, như trung tâm thương mại dịch vụ, trung tâm y tế giáo dục, trung tâm thể thao, công viên nhạc nước, công viên ven sông, khu vui chơi trẻ em. Đặc biệt, cư dân sẽ hoàn toàn yên tâm tận hưởng cuộc sống bên những người thương yêu với hệ thống an ninh 5 lớp và dịch vụ quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế. Tận hưởng những giây phút an yên, hòa mình cùng thiên nhiên, hít hà làn gió mát trong của sông nước, Santa Riverside không chỉ là cơ hội đầu tư cho hiện tại và tương lai, mà còn để gắn kết và chia sẻ những giá trị sống chuẩn mực, đẳng cấp, hiện đại và văn minh. Santa Riverside, nơi giao thoa phồn thịnh, rực sáng vùng thủ đô.